Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Phong Thủy Sải Toàn. Hôm nay tôi sẽ nói về con giáp Mão, tức con mèo. Mão tượng trưng cho sức mạnh của mộc. Người sinh năm Mão tháng Mão, khi phát cuồng, rất là khó kiềm chế, cũng đại diện cho người quân tử. Xét theo các vì sao, đầu tiên là sao Hoa Cái. Người sinh năm Mão, tháng ngày giờ có chữ Mùi, tức là có sao Hoa Cái. Sao Hoa Cái đại diện cho người thông minh, tài hoa và sáng dạ, phù hợp ngành nghề, mỹ thuật, nghệ thuật. Nữ có sao Hoa Cái, cá tính rất là mạnh, nam giới khá là e dè. Kế đến là sao Dịch Mã. Ngoài năm ra, tháng ngày giờ có chữ Tỵ là có sao Dịch Mã. Dịch Mã chủ về biến động, người có sao Dịch Mã dễ xa quê hương, dễ xuất ngoại, làm công việc xa nhà, vì đây là sao di chuyển biến động. Tiếp theo là sao Hàm Trì. Tháng ngày giờ có chữ Tý, người sinh năm Mão có chữ Tý là sao Hàm Trì. Ví dụ người sinh năm Mão năm nay là năm Tý, cũng đại diện cho sao Hàm Trì chiếu. Sao Hàm Trì chủ về đào hoa, gặp gỡ nhiều người, nhân duyên, tình dục, thì đối với người có sao Hàm Trì dễ được người khác chú ý, cơ hội gặp gỡ rất là cao, phù hợp cho ngành nghề giao tiếp xã hội và dịch vụ. Người tuổi Mão lưu ý khi chọn nhà cửa của hướng nhà của mình không nên ở hướng dần. Dần là một góc nhỏ trong Đông Bắc. Nếu mà cửa nhà ở hướng dần, đại diện cho phạm vong thần. Cửa nhà phạm vong thần rất là dễ bị thị phi điều tiếng, gây ảnh hưởng đến tinh thần. Tính cách của người tuổi Mão là một trong tứ mã cực đoan, tượng trưng cho cây cối sinh trưởng tốt vào mùa xuân. Đa phần các người cầm tinh con mèo đều yêu thích các điều huyền diệu, kỳ lạ. Những người tuổi Mão khá thích hưởng thụ, không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm. Họ luôn mong muốn mình và những người xung quanh có một cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, không chiến tranh, không mâu thuẫn. Nhưng nhiều lúc họ rất là bảo thủ, không hề nghe ý kiến đóng góp từ bất kỳ ai. Điều đó khiến họ dẫn đến là người cố chấp cao độ. Phần lớn người tuổi Mão thích sự lãng mạn và đẹp đẽ. Họ có nghệ thuật yêu đương, đôi khi là những dòng nước mắt hay cái nhìn đông đưa để lôi cuốn người khác. Đa phần người tuổi Mão đều thích sống đông đúc, không thích lẻ loi. Họ có một số cá tính lạc quan, hòa nhã, tự do tự tại, lương thiện, dễ tha thứ cho người khác. Tình duyên người tuổi Mão, mặc dù họ là người lãng mạn, đa phần yêu đương rất là ý tứ. Các cô gái tuổi Mão, tình yêu của họ thường thể hiện lặng lẽ, si mê, đắm chìm mà trong trắng. Nếu họ đã nhận quà của ai, tức là họ đã có ý với người đó, họ không nhận quà bừa bãi. Nên bạn chú ý điều đó. Đàn ông tuổi Mão, tuy bên ngoài họ mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng thật ra họ khá yếu đuối và nhạy cảm. Họ khá thấu hiểu với những hoàn cảnh khó khăn, nghèo khó, luôn muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Với sự ân cần và dịu dàng của mình, các anh chàng tuổi Mão được nhiều cô nàng để ý. Đây là tiếp người khá hiền lành, không thích đấu khẩu, gây sự với ai trong giới hạn có thể, biết nhẫn nhịn khi cần thiết. Họ chỉ hướng về một người duy nhất, chung thủy với tình cảm của mình. Khi đã lập gia đình, họ giữ thái độ dịu dàng với người bạn đời, ân cần với những người xung quanh. Họ không bao giờ để những người vợ và những người thân trong gia đình của mình chịu thiệt thòi và thiếu thốn. Với nữ tuổi Mão là những cô nàng có ngoại hình ưa nhìn, hành động cử chỉ ân cần dịu dàng. Họ phóng khoáng và rộng lượng với những người xung quanh. Họ luôn dành thời gian chăm sóc và lo lắng những người xung quanh, và đặc biệt hết mực yêu thương chồng con. Cô nàng tuổi Mão có đôi mắt tinh tế và sắc sảo. Họ thấu hiểu được suy nghĩ tâm tư của người khác. Bởi vậy, họ là những người vợ đảm đang, là cánh tay đắc lực
đối với những người chồng của mình. Tuổi Mão kết duyên với Hợi Mùi Dần Thìn là mối nhân duyên tốt đẹp. Người xưa cho rằng biết mệnh mới có thể cải mệnh, chỉ xét theo mệnh năm sẽ có rất là nhiều hạn chế. Ta phải xét theo tháng sinh, ngày sinh và cả giờ sinh. Tám ô này được gọi là sinh thần bát tự, xét cả tám ô lá số mới xác được. Các bạn có thể tham khảo thêm tại trang web phongthuykhaitoan.com hoặc là phongthuycaivận.org. Hãy nhớ theo dõi kênh Phong Thủy Khải Toàn trên YouTube và Facebook để nhận những video hữu ích. Cảm ơn các bạn đã xem.